thời gian qua công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố châu đốc đã từng bước được quan tâm hệ thống tổ chức mạng lưới y tế không ngừng được củng cố kiện toàn nhận thức và sự tham gia của người dân trong công tác chăm sóc sức khỏe đã có nhiều chuyển biến tích cực nhằm từng bước nâng cao chất lượng các hoạt động bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân thành phố châu đốc đã quy động các nguồn lực để tập trung củng cố mạng lưới y tế cơ sở đầu tư xây dựng các trạm y tế và trang thiết bị y tế trên địa bàn tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế dự phòng khám bệnh chữa bệnh phục hồi chức năng y dược cổ truyền sức khỏe sinh sản trang thiết bị y tế dược mỹ phẩm quản lý các tổ chức cá nhân hành nghề y dược mỹ phẩm trang thiết bị y tế tăng cường chỉ đạo về công tác truyền thông dân số kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt trong phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết những tháng đầu năm 2023, trên địa bàn thành phố có 105 ca mắc sốt xuất huyết, 6 ca tay chân miệng. Trung tâm y tế thành phố tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng ở các xã phường có nguy cơ cao, góp phần giảm nhanh mật độ mũi và lăng quăng tại địa phương nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng bảo vệ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân những năm qua các cơ sở khám chữa bệnh từ thành phố đến cơ sở không ngừng được đầu tư xây dựng cải tạo và nâng cấp đội ngũ y bác sĩ được tăng cường về lực lượng nâng cao năng lực chuyên môn và đổi mới phương thức hoạt động việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực khám chữa bệnh được duy trì thực hiện tốt từ thành phố đến xã phường với nhiều nỗ lực trong hoạt động chất lượng phục vụ của mạng lưới y tế cơ sở ngày càng được cải thiện nâng cao từ đó đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn